Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà. Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba, 21 tháng 6 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày với Nam Anh. Tiếp theo là bản tin của Nguyễn Thành Công về buổi họp mặt các công chức chính phủ liên bang Hoa Kỳ, và sau cùng là bản tin cập nhật trong ngày. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày do Nam Anh thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Nam Anh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị đến với những bản tin quan trọng trong ngày. Một thượng viện chia rẽ đáp trả vụ thảm sát Orlando với bế tắc về kiểm soát súng. Tin từ Washington DC theo hãng thông tấn AP, một thượng viện chia rẽ ngăn chặn các kế hoạch của đối thủ trong năm bầu cử về kiểm soát súng vào ngày thứ Hai 20 tháng 6, 8 ngày sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Orlando, gia tăng áp lực lên các nhà lập pháp để có các hành động, nhưng họ vẫn bị sự bế tắc, thậm chí về việc hạn chế vũ khí cho bọn khủng bố. Trong phần cuộc bỏ phiếu theo đảng, các thượng nghị sĩ bác bỏ một đề nghị của đảng về không cho các tên cực đoan mua súng và bác bỏ một đề nghị thứ hai về củng cố hệ thống của chính phủ cho việc kiểm tra gốc gác cần thiết cho nhiều vụ mua vũ khí. Với hành lang dành cho khách rất đông, cách khác thường, một buổi tối thứ Hai 20 tháng 6, bao gồm thân nhân của các nạn nhân của các vụ thảm sát hàng loạt trong quá khứ và những người mặc áo thun màu cam có chữ "bạo lục súng đủ rồi", mỗi biện pháp đều không đủ 60 phiếu cần thiết để thông qua. Tin về ông Trump sa thải người điều hành chiến dịch vận động tranh cử trong sự cải tổ đầy kịch tính. Tin từ New York theo hãng thông tấn AP, ông Donald Trump đột ngột sa thải người điều hành chiến dịch vận động tranh cử, ông Corey Lewandowski, hôm thứ Hai 20 tháng 6, trong một sự cải tổ đầy kịch tính nhằm trấn an các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa hoảng sợ và kết thúc một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ gây rắc rối cho việc tỷ phú doanh nhân có thể vào tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới. Trong việc sa thải người điều hành chiến dịch lâu dài của mình, chỉ một tháng trước khi đại hội toàn quốc của đảng, ông Trump ra dấu hiệu, ít nhất là trong một ngày, cho sự rời khỏi một phong cách vốn đã thúc đẩy sự gia tăng không chắc chắn của ông trong chính sách của đảng Cộng hòa. Có lẽ hơn bất cứ ai khác trong nhóm thân cận của ông Trump, người trợ lý bị sa thải đã loan truyền một câu thần chú đơn giản: hãy để Trump là Trump. Tôi không hề hối tiếc, ông Lewandowski nói với hãng CNN chỉ vài giờ sau khi ông được hộ tống ra khỏi trụ sở chiến dịch ở Manhattan của ông Trump. Một người bị bắt tại cuộc tập hợp do muốn bắn chết ông Trump. Hồ sơ tòa án cho biết, một người đàn ông đã bị bắt tại một cuộc tập hợp của ông Donald Trump ở Las Vegas vào ngày thứ Bảy 18 tháng 6, sau khi cố gắng để lấy súng của một cảnh sát nhằm bắn và giết chết ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, theo hồ sơ tòa án công bố vào thứ Hai 20 tháng 6. Michael Steven Sanford nói với một nhân viên sở mật vụ sau khi bị bắt, ông đã đi từ California đến Las Vegas vào thứ Sáu 17 tháng 6 và sau đó đến một trường bắn ở Las Vegas vào hôm thứ Bảy 18 tháng 6
để học cách bắn súng. Đơn khiếu nại nộp tại tòa án của Hoa Kỳ ở Las Vegas cũng cho thấy rằng Sanford nói với nhân viên mật vụ rằng ông sẽ bị giết chết bởi lực lượng thực thi pháp luật trong khi ông hành động. Sanford đã có bằng lái xe ở Vương quốc Anh khi ông bị bắt. Những người tham dự cuộc tập hợp với ông Trump phải trải qua sàng lọc bởi các mật vụ Hoa Kỳ, trong đó có máy phát hiện bất kỳ loại vũ khí nào. Sanford đã bị buộc tội cố gắng để thực hiện một hành vi bạo lực trên cơ sở có giới hạn. Trump đã có lần đầu tiên yêu cầu mật vụ ông trong tháng 10 và việc này đã được cấp trong tháng 11. Mối đe dọa rõ ràng nhất cho ông Trump cho tới nay trong chiến dịch đến từ tháng 3. Các nhân viên mật vụ đã vây quanh ông trong một lần ông xuất hiện ở Dayton, Ohio khi một người đàn ông xông lên sân khấu. Hồ sơ ghi chép của 911. Tay súng Orlando nói y là chiến binh Hồi giáo Orlando. Tin từ Florida theo hãng thông tấn AP. Tay súng ở Orlando, Omar Martin, tự xác định mình như là một chiến binh Hồi giáo trong các cuộc đối thoại qua telephone với chính quyền, trong cơn thịnh nộ của hắn ta, và cảnh báo một nhà đàm phán rằng trong vài ngày tới, ông sẽ thấy nhiều loạt hành động tương tự này xảy ra, theo hồ sơ ghi chép được của Cục Điều tra Liên bang FBI công bố vào hôm thứ Hai 20 tháng 6. Đây là một phần của cuộc đối thoại qua cú telephone gọi 911 được thực hiện bởi Martin và ba cuộc nói chuyện mà y đã nói với các nhà đàm phán, cảnh sát trong vụ nổ súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Trong đó có 49 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các tin tức liên lạc này cùng với bài viết trên Facebook và các tìm kiếm trên mạng Internet mà Martin đã thực hiện trong khoảng thời gian gần trước vụ thảm sát đã giúp cho công chúng hiểu thêm về những giờ phút cuối cùng của Martin và nguyên nhân có thể có đằng sau vụ xả súng giết người. Việc bà Hillary Clinton tìm người làm phó cho mình đi vào giai đoạn quyết liệt hơn. Tin từ Washington DC theo hãng thông tấn AP, việc bà Hillary tìm kiếm một vị phó ứng viên tổng thống cho mình đang chuyển vào một giai đoạn quyết liệt hơn. Theo một số đảng viên Dân Chủ, khi các phụ tá liên hệ với nhiều ứng viên để xin hàng loạt các tin tức và tiểu sử cá nhân, thiết lập các cuộc phỏng vấn với toán đặc trách cứu xét người được đề cử của đảng Dân Chủ. Danh sách trên bao gồm thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts, một người được phe cấp tiến yêu mến, đã nổi lên như một người chỉ trích sắc bén ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Người thứ nhì là thượng nghị sĩ Tim Kaine của tiểu bang Virginia, một nghị sĩ được yêu thích từ một trạng thái tranh đấu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng. Và nhân vật thứ ba là Bộ trưởng Phát triển Gia cư và Đô thị Julian Castro của tiểu bang Texas, một ngôi sao đang lên trên trong đảng Dân Chủ. Các nhà lập pháp tưởng nhớ bà Jo Cox khi các thị trưởng cảm nhận sự ủng hộ Liên minh Âu Châu đang gia tăng. Tin từ London theo hãng thông tấn AP, một nữ dân biểu Hạ viện Anh đã được trao tặng với nhiều giọt nước mắt thương yêu, hoa hồng và lời khen nồng ấm hôm thứ Hai 20 tháng 6 khi các nhà lập pháp kêu gọi chấm dứt chính sách gây tức giận và gây chia rẽ trong nghi thức vinh danh đồng nghiệp của họ, bà Jo Cox, người đã bị giết chết hồi tuần trước. Đồng bảng Anh và các thị trường chứng khoán toàn cầu tăng khi cú sốc do cái chết của bà Cox ủng hộ Anh ở lại với châu Âu dường như đã làm phương hại đa vận động đấu tranh cho Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Sự gia tăng của thị trường cho thấy rằng niềm tin của các nhà đầu tư ngày càng tăng. Sự không chắc chắn liên quan đến một việc bỏ phiếu rời khỏi EU Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 sẽ được tránh. Các nhà tiên đoán chính trị cũng cho rằng nước Anh sẽ ở lại trong khối 28 quốc gia. 10 năm sau khi giá nhà đạt đỉnh cao, Hoa Kỳ trở nên một quốc gia thuê nhà ở Mount Pleasant, South Carolina, theo hãng thông tấn IV. Đó là một chuyện rắc rối diễn ra trên khắp Hoa Kỳ trong 10 năm kể từ khi bong bóng nhà đất đạt đến đỉnh và sau đó bùng nổ trong một vụ sụp đổ.
khi bất động sản đã tăng trở lại, các chủ nhà đã phát triển mạnh, trong khi người thuê nhà đang gặp khó khăn. Đối với nhiều chủ sở hữu lâu năm, thời gian là mấu chốt. Họ đang tận hưởng những lợi ích của tăng trưởng công bằng và giảm thanh toán thế chấp từ giá cực thấp. Nhưng đối với tầng lớp ngày càng tăng của người thuê nhà ở Hoa Kỳ, sự tăng chi phí, trì trệ lương và tăng giá trị nhà đã làm cho nó không thể tiết kiệm đủ để mua. Hậu quả có thể là ảm đạm cho một quốc gia đã phải vật lộn với sự bất bình đẳng kinh tế. Dù hầu hết người Hoa Kỳ sở hữu tài sản như thế nào, sự sở hữu của họ là chủ yếu đến từ sự bình đẳng nhà ở. Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải có giải pháp khi lượng người tị nạn đạt kỷ lục. Tin từ Geneva theo tân tổng AP, bạn hãy tưởng tượng cảnh toàn bộ dân số của Pháp bị bứng ra khỏi nhà của họ, buộc phải chạy trốn khỏi nguy hiểm, bách hại hoặc chết đói. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là số lượng người nhiều hơn 65 triệu đã di tản trên toàn thế giới cho đến cuối năm 2015, dễ dàng thiết lập một kỷ lục mới thời hậu thế chiến, và cao ủy đã cảnh báo rằng các nước châu Âu giàu có và các nước khác có thể chờ đợi dòng người tăng tiếp tục nếu nguyên nhân gốc rễ không được giải quyết. Sau một năm, khi hơn 1 triệu người đã đến trên bờ biển châu Âu, cao ủy cho biết vào hôm thứ Hai 20 tháng 6, ngày tị nạn thế giới, các xung đột tiếp tục và khủng bố ở nhiều nơi như Syria, Afghanistan đã làm tăng gần 10% trong tổng số người tị nạn và người di tản trong năm qua. Hàng ngàn người xếp hàng để ủng hộ sự gạt bỏ Tổng thống Venezuela. Tin từ Caracas, Venezuela, theo hãng thông tấn AP, hàng ngàn người Venezuela trên khắp đất nước một lần nữa lại xếp hàng dài. Nhưng lần này không phải chờ đợi thực phẩm, nhưng để nói lên sự tức giận của họ với Tổng thống Nicolas Maduro. Ngày thứ Hai 20 tháng 6, Venezuela hy vọng loại bỏ nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa ra khỏi dinh tổng thống, khi sự khởi đầu của một quá trình kéo dài 5 ngày để chứng thực chữ ký trên một bản kiến nghị kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý mới. Các nhà lãnh đạo đối lập đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký ủng hộ lật đổ ông Maduro, nhiều hơn so với 200.000 chữ ký được yêu cầu để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình gạt bỏ ông. Người dân chờ đợi để in dấu tay của họ và chữ ký được chứng thực, nói rằng họ vui mừng khi làm phần vụ của họ để loại trừ tổng thống không được lòng dân. Tuy nhiên, nhiều người đã hoài nghi rằng chính phủ thực sự sẽ cho phép tiến hành việc loại bỏ ông Maduro. Đến đây là bản tin đã chấm dứt. Nam Anh xin kính chào quý vị. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Đài Đức Thích Trác Nhạc sẽ tổ chức lễ viếng Quan Âm lần đầu tiên tại miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý liên hữu khắp nơi trên toàn thế giới cũng như tại Hoa Kỳ đến tham dự. Thời gian vào hai ngày 16-17 tháng 7 năm 2016 dương lịch, từ 8:30 sáng đến 6:00 chiều, địa điểm Chan Center of Southern California, 8072 Commonwealth Avenue, Buena Park, California 90621. Quý vị nào tham dự hoan hỷ gọi cho ban tổ chức ghi danh để biết số lượng, chuẩn bị chỗ ngồi, phần ăn và phần quà. Phone liên lạc Nhuận Minh 408-590-5889 714-500-8708, Nhuận Tuệ 408-591-2799 714-500-7714. Quý vị có áo tràng nhớ mang theo. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang web www.vôlượngthọ.vn.